chúng ta về nhà. Ừ, hãy mau chạy đi. Cha, đi. Chạy, bắt chúng nó lại đi. Chạy, đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy nha. Đi, đừng lại, đi, đừng chạy, đừng chạy nha. Đừng lại, chạy hả? Nhưng cô chạy hả? Đừng lại, bắt lại đi. Đi bên này, bắt lên, đừng theo, đi, nhanh lên. Đừng lại, đừng lại. Đừng lại đi. Chạy mau, rượt theo. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại đi. Dạ, dạ. Đi, xuất phát. Bên kia, nghỉ đó, đi đi, đừng có chạy tay nha, lại nha, đừng lại đi, chạy đâu hả? Chạy, đừng lại, chạy nha, chạy, đánh ra, đừng lại, đừng qua, chặn lại, đừng lại, đánh ra, đừng lại, đừng, thôi đi, của em ngay, đi, đánh ra. Thả Dương Phi đi, thả mỗi người một con đường sống. Tích Nhiệt, tuyệt đối đừng trúng kế của hắn, mau trở về đi. Dương gia, hãy thả hai vợ chồng chúng tôi trở về đi. Tích Nhiệt, bà và ta là 18 năm tương thụ, không lẽ bà nhẫn tâm bỏ đi hay sao? Dương gia, 18 năm rồi, mẹ con tôi cũng là nhờ ông tận tình chăm sóc. Nay Tích Nhược, xin cảm tạ. Tích Nhược, nếu như bà bỏ đi sự tôn dung của Dương Phi và tôn quý của Dương Phi, Tích Nhược à, bà hãy trở về đi. Dương gia, thả Tích Nhược đi đi. Hãy thả Tích Nhược trở về nhà đi. Tích Nhược à, Tích Nhược, 18 năm ta ở trước mặt của bà bỏ đi tôn nghiêm của Dương gia, ta vì bà án tiền mã hậu, dân trà nấu cháo, hỏi ấm hỏi lạnh, không có cái gì ta không làm. 18 năm tình yêu đối với bà vẫn như là ngày xưa, thủy chung không đổi. Ân tình phu thê 18 năm của chúng ta, ta đã đứng trước mặt của bao nhiêu người và đứng trước mặt của bà, có thể đối diện của một Dương gia ta cũng không màng. Trước mặt bao nhiêu người đây, ta xin bà, thống khổ tràn trề xin bà, không lẽ một chút bà cũng không động lòng với ta hay sao hả? Ta biết là bà hận người kia của chúng tôi, nhưng mà tôi đối với bà không hề hài lòng. Hữu cầu tất ứng, chuyện gì ta cũng làm. Tích Nhược, không lẽ bà không quan tâm sống chết của ta hay sao hả? Tích Nhược à, bà không làm,
Tích Nhược, hãy trở về đi. Trở về đi. Trời ơi, trên đời này thật có trái tim không biết nóng. Tràn đầy tâm huyết cũng không thể nào phá đổ một trái tim băng giá 18 năm hay sao? Dương già, còn do dự gì nữa? Sao có thể để cho cái lão hòa tử này tháo đi cái thể diện của Triệu Dương phủ chúng ta? Hãy giết hắn đi. Giết đi, giết đi, giết hắn đi, giết, giết, giết. Giết ông ấy, đừng giết ông ấy, Tiết Ca, Tiết Ca, Tiết Ca, Viên đội trưởng, viên đội trưởng. Ngươi là lão nhân giả, tôn giả là 18 năm trước Phủ Lâm Bàn Ngô Gia Thu cùng nhau uống rượu giết địch. Đạo trưởng còn nhớ hay không? À, là Dương lão đệ, Dương Thiết Tâm. Ngươi vẫn còn sống à? Cảm ơn trời đất. Thì ra là Trường Xuân chân nhân Khu Sú Cơ. Thật kính, thật kính. Toàn Trần thất tử giành chánh đường thời, ai không ngưỡng mộ chứ. Năm vị còn lại ở đâu, mau mở ra đây để chúng ta gặp mặt. Sư huynh đệ bằng đại chỉ có hư danh, khiến các vị anh hùng chê cười. Chúng tôi tới Trung Đô để tìm Dương sư đệ. Thất kinh trần rất lợi hại. Bọn chúng chỉ tới có hai người, sợ cái gì chứ. Giết. Sư đệ, mau phát tín hiệu. Được. Đạo trưởng thúi, còn dám gọi của mình hả? Sư đệ, đưa họ lên trước, ta đoạn hậu. Được. Dương sư đệ à, ngươi còn mới đây à? Dương sư đệ à, ngươi thế vậy? Cũng là nhờ tên đồ đệ yêu quý của người tưởng thưởng đó. Cái tên tiểu súc sinh này nhẫn giặc làm cha. Hãy trói hết lại cho ta. Các người chạy đi. Các người là dạng kim chi thể, không đáng gì phụ tay chúng tôi mà bỏ mạng đâu. Không được, hai người vừa được trung phùng, không thể kết thúc ở đây được đâu. Chạy máu đi. Không phải, chạy đi. Chạy đi. Đạo trưởng. Mẹ. Tiểu súc sinh. Mẹ, mau về nhà đi. Khang Nhi, Dương Khổ không phải nhà của chúng ta, mẹ sẽ không trở về Dương phủ nữa đâu. Mẹ thật là hồ đồ. Khang Nhi, mẹ không hồ đồ. Không lẽ mẹ cả chồng của mình cũng không nhận ra sao? Khang Nhi. Mẹ. Khang Nhi, đây mới là cha ruột của con. Con không tin.
Khang Nhi, con không tin lời của mẹ nói hay sao? Vậy con hãy đi hỏi Dương gia. Mẹ, sư phụ, hãy mau cứu mẹ của con. Dương Khang, ngươi thật vô tri. Lời mẹ ngươi nói đều là sự thật. Ngươi không phải là Dương Tôn thế tử của Đại Kim. Ngươi là người Tống, là con cháu của Đại Tống. Nói lao. Ngươi nhận giặc làm cha đã 18 năm rồi. Bây giờ cha mẹ ruột ngươi đã tới, ngươi còn không chịu nhận. Con không bao giờ tin đâu. Khang Nhi, cha đã bị kẻ gian hãm hại. 18 năm nay không ngày nào cha không nhớ tới các người. Trời cao có mắt, cho cả nhà chúng ta được đoàn tụ. Khang Nhi, chúng ta hãy về nhà đi. Về nhà? Mẹ. Khang Nhi. Khang Nhi. Khang Nhi, mẹ xin con, hãy theo mẹ về nhà đi. Trích Nhược, bà cũng quá nhẫn tâm. Ta đã nuôi Khang Nhi 18 năm, Khang Nhi bây giờ là mãn của ta đây nè. Bà còn muốn dẫn nó đi, bà bỏ mặt ta cũng được, nhưng bà nên nghĩ giùm cho Khang Nhi đi. Khang Nhi đi theo ta tương lai mở rộng, hãy nghĩ tới tương lai của Khang Nhi trước đi. Đi theo hắn ta thì chỉ có thể là một thảo dân. Khang Nhi, tổ bối gia đình chúng ta đều là trung lương của Đại Tống. Cha đã cho con máu thịt thân thể, không thể cho con vinh hoa phú quý. Khang Nhi, con hãy tự chọn đi. Tôi không biết. Cũng tại ta giáo đồ vô phương. Người thật là không biết giác ngộ, không bằng một súc sinh. Ta thí mạng với ngươi. Đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Phụ thể chúng tôi được đoàn tụ, tâm nguyện của tôi đã trọn. Hôm nay bỏ mạng ở đây cũng đã được mã nguyện rồi. Sư cơ, hôm nay chúng ta còn phân thắng bại, đợi hôm khác chúng ta sẽ phân cao thấp.
Nè, đi. Nè, mẹ. Đi, đi. Phụ hoàng. Đi mau. Phụ hoàng. Phụ hoàng à, mẹ con đã chết rồi. Đi. Trung thu tháng 8 năm sau, toàn chân thất tử ở Gia Hưng, vũ lầu cung hầu, nhất ngôn gì đến. Dạ. Dương huynh đệ. 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 18 năm trước ta không thể cứu người. 18 năm sau cuối cùng tăng giả là không thể cứu người. Dương huynh đệ. Ngươi có tâm nguyện gì chưa làm xong, hãy nói với ta, ta nhất định hoàn thành cho ngươi. Dương huynh đệ. 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 Là má phụ hả? Dương má phụ đây. Dương huynh đệ, nó chính là con trai của Thiên Quách Tỉnh đó. Con chính là Quách Tỉnh đây. Dương má phụ. Dương huynh đệ. Dương má phụ. Dương má phụ. Dương má phụ. Dương huynh đệ. Cha. Các con. Cha. Một cô nương. Dương huynh đệ. 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 Kìa. Dương huynh đệ. 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 Dương huynh đệ.